Thank you.
xứ Anh Cộng Hòa. Ngài cũng là sinh nhật lần thứ 15 của cộng đoàn, và đó chính là lý do của họ đoàn ngày hôm nay. Trước đây chúng tôi thì phải tham dự cộng đoàn của chúng tôi cũng tên ngoài đời có thiên quý gia và ông thể quý vị khách quý. Chúng tôi sẽ được với người cha mua ai thắng xứ cũng là cha anh tôi của cộng đoàn ngày hôm nay. Xin giới thiệu cho cha Phó Follow. Một tràng pháo tay để chúng ta chào đón cha Phó Follow. Về phía phi nhân, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông chủ nhà hội đồng phụ giáo xứ và quý ông anh trai hội đồng phụ giáo xứ. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu anh là đại diện của năm giáo sứ đất nước Việt Nam. Oh.
Thank you.